Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chi hơn 1,5 tỷ đồng của dân cho thứ vô giá trị. Đảng treo đầu dê bán thịt chó. Ông Vương Đình Huệ được người dân biết sẽ là chủ tịch Quốc hội từ rất lâu, đó là vào từ mùng 1 tháng 2 năm 2021, tức là từ 60 ngày trước đây, và các kênh truyền thông trên mạng xã hội đã xem ông Vương Đình Huệ là chủ tịch Quốc hội từ 2 tháng nay rồi. Vậy mà mãi đến tận ngày 30 tháng 3, báo chí nhà nước mới đồng loạt đưa tin rằng ông Vương Đình Huệ được giới thiệu làm chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là một vở kịch mà kịch bản được dân học thuộc cách đây 2 tháng. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại bảo là bầu cử. Vở kịch là thật nhưng bầu cử lại là giả tạo. Lấy một vở kịch mà giao giảng chức nhân dân, đó là bầu cử, thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã treo đầu dê bán thịt chó cho toàn dân. Đây là hình ảnh báo chí đưa tin giới thiệu, ai cũng biết trước nội dung rồi. Cứ mỗi năm lại đến, Đảng tổ chức đấu đá tranh giành quyền lực, rồi cho nhóm họp dựng lên vở kịch bầu cử tốn tém kém hàng nghìn tỷ đồng của dân. Dù gì thì những hội hè ăn chia như thế này, dân hoàn toàn không có phần. Vậy thì tại sao Đảng không tự chia rồi tự trao quyền mà lấy tiền của dân dựng lên những tấm kịch như vậy? Việc này Đảng đã làm trong suốt 76 năm qua và được xem như chuyện hiển nhiên. Thời mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới cướp chính quyền và sau đó nhiều năm chiến tranh, người dân bị nghe tuyên truyền một chiều, nên Đảng nói điều gì dân tin điều đó. Tuy nhiên bây giờ là thời đại 4.0 nhưng Đảng vẫn tiếp tục dùng món bài cũ. Thật sự thì hàng trăm triệu người dân Việt Nam đã bị Đảng xem là đứa con nít đền bà không biết gì, nên cứ lấy tiền của dân dựng vở kịch này đến vở kịch khác để lừa dân từ năm này đến năm khác. Mỗi ngày đốt hàng tỷ đồng tiền thuế của dân chỉ để nói những lời vô bổ. Vào năm 2013, tức 8 năm trước đây, tờ báo Sinh có một bài viết cho biết là mỗi ngày họp Quốc hội ngân sách tốn kém tới 1 tỷ đồng. Đó là thời giá vào năm 2013. Với tỷ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm gần đây dao động từ 6 đến 7%, nếu lấy bình quân tỷ lệ lạm phát hàng năm là 6,5% thì sau 8 năm, 1 tỷ đồng đó tương đương 1,66 tỷ đồng. Như vậy, Đảng đã chi ít nhất 1,66 tỷ đồng cho công việc giới thiệu ông Vương Đình Huệ ứng cử chủ tịch Quốc hội và tiến hành diễn vở kịch bầu ông ta. Vậy câu hỏi đặt ra là lời giới thiệu ứng cử cho một nhân vật đã được Đảng chỉ định thì có còn giá trị gì hay không? Xin thưa là không có giá trị gì. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng đã giành độc quyền cai trị và họ đã gạt người dân ra nước ngoài. Chưa có quốc hội nước nào như quốc hội các nước Đảng Cộng sản. Tổng Bí thư là người chỉ đạo công việc, ra chủ trương và đường lối. Những chủ trương đường lối ấy được đưa vào quốc hội biểu quyết để thành luật. Trong khi đó, chính ông Tổng Bí thư cũng là đại biểu quốc hội. Chính ông ấy đã ra chủ trương và chính ông ấy lại biểu quyết chủ trương đó. Vậy thì vở diễn kịch quốc hội làm gì cho tốn tiền dân? Đây là hình ảnh từ năm 2013, giá mỗi buổi họp quốc hội là 1 tỷ đồng một ngày. Mỗi người dân nghèo khổ chỉ cần 50.000 đồng một ngày là đủ cho sống. Mỗi năm, người dân chỉ ăn tương đương 18 triệu 250.000 đồng. Như vậy, với 1,66 tỷ đồng cho lời nói vô giá trị và những màn kịch ăn theo ấy, Đảng đã đốt mất 91 năm tiền ăn cho người dân. Sự thật lãng phí rất khủng khiếp từ khắp đến nam. Thống kê như vậy để người dân biết được rằng đằng sau những lời lẽ tốt đẹp mà đài truyền hình VTV và các trang báo nhà nước đã truyền đi cho người dân biết về bầu cử thì thực chất họ đã truyền những vở kịch và đã lừa gạt người dân. Đó là bầu cử kiểu của họ. Theo báo chí thông báo rằng ông Vương Đình Huệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 30 tháng 3 trình Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Câu hỏi đặt ra là có thực sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử Ủy ban này chỉ nhận lệnh của Bộ Chính trị để làm và cử ông Vương Đình Huệ theo thủ tục hay không? Câu trả lời là ai cũng biết đó chính là một vở kịch của Đảng dựng ra. Và báo chí nhà nước mất uy tín cũng luôn đưa những thông tin sai lệch. Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, VTV1 có phóng sự vu cáo tờ Thời báo D là bịa đặt thông tin sai sự thật về công tác nhân sự của Đảng. Và Thời báo D đã có phóng sự phản biện rõ ràng từng ý từng lời của cáo buộc VTV
Và bây giờ, tờ báo uy tín BBC cũng khẳng định chắc nịch về công tác nhân sự của Bộ Chính trị rằng nhân sự đã được sắp xếp trước khi kỳ họp lần thứ 11 của Quốc hội khóa 14 khá lâu. Trên trang nhà, đài BBC viết về công tác bầu cử nhân sự của Quốc hội như sau. Theo thủ tục, Quốc hội Việt Nam vừa tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Việc giới thiệu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội để bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia không gây ngạc nhiên cho những ai theo dõi các kỳ chính trị tại Việt Nam. Lý do như đài BBC đã đưa tin, ngay tại Đại hội 13 tháng Giêng năm 2021, các đại biểu dự Đại hội Đảng đã được thông báo cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc đề cử Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính đề cử Thủ tướng. Ông Vương Đình Huệ thì đề cử Chủ tịch Quốc hội. Và từ đó đến nay, thông tin này không có gì thay đổi, tuy chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức công khai cho toàn dân. Đây là hình ảnh không chỉ đài BBC biết trước mà một số trang Facebook cũng biết trước. Được biết vào ngày 31 tháng 3, Quốc hội sẽ thảo luận đoàn trước khi bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội. Như vậy thì chỉ riêng việc công tác giới thiệu ứng cử theo kịch bản đã tốn 1,66 tỷ đồng. Vào ngày 31 mới bỏ phiếu thì việc diễn vở kịch bỏ phiếu lại mất tiếp 1,66 tỷ đồng nữa. Ngoài lẽ để diễn trọn vở kịch này phải mất 2 ngày và đốt hết 3,32 tỷ đồng tiền thế của dân. Trong hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì sự lãnh đạo toàn diện với Quốc hội. Ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã từng nói đảng giới thiệu Quốc hội bầu để nói gọn về mối quan hệ này. Nói thẳng ra là Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ là người chăn dắt Quốc hội bỏ phiếu theo ý đảng mà thôi. Quốc hội có tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những dự tính của đảng cả. Tuy nhiên, nếu nhà nước mà không có Quốc hội thì chẳng khác nào triều đình phong kiến, vì vậy lập ra cho có vẻ dân chủ. Và ông Vương Đình Huệ thì là ai? Ông Vương Đình Huệ, 64 tuổi, quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ về kinh tế, là người học chung trường với ông Nguyễn Sinh Hùng và Trần Bắc Hà. Ông ta cũng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14. Ông Vương Đình Huệ đã từng công tác 22 năm ở Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính với nhiều cương vị khác nhau. Tháng 7 năm 2001, ông được đồng hương Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. 5 năm sau, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Huệ được Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 8 năm 2011, thay cho ông Vũ Văn Ninh. Đến tháng 12 năm 2012, ông Huệ từ bỏ ân nhân cũ Nguyễn Sinh Hùng và sang được cho rằng đầu quân cho Nguyễn Phú Trọng với chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đến tháng 4 năm 2016, ông Huệ được bố trí giữ cương vị Phó Thủ tướng. Và đến tháng 2 năm 2020, ông Vương Đình Huệ lại được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông cũng được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng tại kỳ họp tháng 6 năm 2020. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, diễn viên chính của vở kịch bầu cử tại Quốc hội. Đáng chú ý, ông Vương Đình Huệ rất thức thời. Hôm nay ông ta phò người này, nhưng ngày mai có thể phò người khác. Sự nghiệp chính trị của ông đã thay đổi từ khi ông Nguyễn Xuân Hùng chuyển sang ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, vì không tự túc và tạo được quan hệ với Bắc Kinh như ông Phạm Minh Chính, nên cuối cùng ông Vương Đình Huệ dường như đã thất thế so với ông Phạm Minh Chính trong việc tranh giành chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực. Nhân sự trung ương do cá nhân thao túng là câu hỏi cũng được đặt ra. Theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 4 chức danh cao nhất do Ban chấp hành Trung ương lựa chọn, thông qua. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương giới thiệu 3 chức danh bao gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu. Trên danh nghĩa thì là như vậy, nhưng thực tế là ông Nguyễn Phú Trọng chi phối rất nhiều. Theo quy định 105 QĐ-TV về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là do ông Nguyễn Phú Trọng soạn thảo và chính ông đã ký vào ngày 19 tháng 12 năm 2017.
Trong đó, điều 4 quy định này nêu rõ Bộ Chính trị quyết định phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng có học vị giáo sư, tiến sĩ kinh tế và nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia. Ông từng là giảng viên, rồi phó trưởng khoa, rồi trưởng khoa kế toán, rồi phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay, ông ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội được cho là vi phạm chuyên môn. Nói về khía cạnh chuyên môn, ông ngồi ghế Thủ tướng thì có vẻ thích hợp hơn với ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, với năng lực làm chính trị bằng những chiêu trò độc đáo, thì ông Vương Đình Huệ thua ông Phạm Minh Chính một bậc. Đến giờ, ông Huệ vẫn còn nấp dưới cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Phạm Minh Chính thì không cần phải nấp dưới cái bóng đó nữa. Đây là hình ảnh đầu quân cho Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Đình Huệ thu lời rất lớn. Tháng 2 năm 2020, nhờ tay ông Trọng kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, mà ông Vương Đình Huệ mới về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội cho tới nay. Việc sắp xếp Vương Đình Huệ vào chức Chủ tịch Quốc hội cũng như nhiều chức vụ khác trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 của khóa 15 này cho thấy đấy chỉ là những vở kịch không hơn không kém, những vở kịch đốt tiền của người dân một cách vô ích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2021 với bản tin chi hơn 1,5 tỷ đồng của dân cho thứ vô giá trị, Đảng treo đầu dê bán thịt chó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.